Chào tất cả mọi người, em tên là Anh Hoàng, đến từ lớp 8A1 trường trung học cơ sở Bình Lợi Chung. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một cuốn sách mà em yêu thích nhất. Đó là cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách này được xuất bản bởi nhà xuất bản Trẻ vào ngày 9 tháng 12 năm 2010. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là tác phẩm đã được chuyển thể thành phim cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Truyện với anh lúc nào cũng dung dị, nhẹ nhàng, lãng mạn và rất tình. Truyện kể về tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, với những suy nghĩ và rung động tinh tế trong những năm đầu đời. Một tác phẩm giàu cảm xúc và tiện hay, miêu tả nỗi buồn của tuổi mới lớn qua con mắt của một người thiếu niên. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một cuốn sách kể về cuộc sống của những đứa trẻ vùng nông thôn, tên Thiều, Tường và Mận. Họ đều là những đứa trẻ với những tâm hồn non nớt, hồn nhiên. Thiều và Tường là hai anh em ruột, còn Mận là cô em gái sát nhà. Họ cùng nhau trong vui đùa, đi học và cùng nhau lớn lên từng ngày. Thiều là một cậu bé đang trong độ tuổi mới lớn, luôn có những hành động và cảm xúc khó hiểu. Và chắc hẳn đối với mọi người, khi đọc vào thì có lẽ đây là một cậu bé ích kỷ, nhỏ nhen. Nhưng thực ra em chỉ thể hiện chính cảm xúc thật của mình thôi. Và không có gì khó hiểu đối với những hành động và cảm xúc của Thiều. Vì ai trong chúng ta cũng đã từng như vậy trong độ tuổi ấp ơ đó. Khi Thiều cảm nắng cô bé Mận ở nhà hàng xóm và bối rối trước những rung động đầu đời của mình. Một ngày nọ, một vụ hỏa hoạn đã khiến cả nhà Mận rơi vào cảnh không đốn, nên Mận đã phải đến nhà Thiều để ở nhờ. Thay vì thân thiết và chơi với Thiều, Mận lại thích chơi với Tường vì cậu bé hiền lành và tốt bụng với Mận hơn. Từ đó, những ý nghĩ ganh ghét và suy nghĩ tiêu cực đã khiến Thiều làm ra những hành động sai trái, đã bắt đầu bộc phát và gây tổn thương đến chính người anh em ruột của mình, đó là Tường. Nhưng cậu em trai vẫn không một lời oán trách, dù không biết tại sao anh trai mình lại đối xử với mình như thế. Mà chuyện tự nhiên dẫn dắt người đọc chứng kiến những cảnh rung động đời đời của tụi nhỏ. Xen vào đó là những nét đẹp của tình anh em và vài nốt trầm của sự đau đớn khi trưởng thành. Truyện Nguyễn Nhật Ánh không thường nói vẽ nhiều về trắng đen, thiện ác. Nhưng trong tác phẩm này, tác giả đưa vấn đề đạo đức vào sách và khiến người đọc suy ngẫm. Tuổi thơ trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thực sự là một tuổi thơ hạnh phúc. Những ai từng đọc cuốn sách này sẽ được quay trở về với tuổi thơ đầy ngọt ngào và cũng không kém phần dây dứt. Nó không những giúp chúng ta thêm yêu những kiến thức, kỷ niệm đầy hồn nhiên, ngây thơ của tuổi nhỏ, mà còn dạy cho chúng ta biết trân trọng hiện tại. Điểm khác biệt của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh so với những tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh là tác giả đã nói về những mặt xấu trong tính cách của cả những nhân vật chính. Ai cũng có những nét méo mó trong tâm hồn, vì suy cho cùng thì ranh giới giữa thiện và ác thực ra rất rất mong manh. Thiều bùng bột, thiếu sót do không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, nên đôi khi đã cư xử tệ với em trai. Tuổi thơ của những nhân vật trong truyện tuy không êm đềm, có gia đình phải trải qua những biến cố, nhưng chính những thử thách ấy đã tạo nên con người chúng ta khi trưởng thành. Và đó cũng là lý do vì sao em thích quyển sách này.